Rồi rồi rồi, sao thanh niên? Quyệt phục hay không? Không. Sao thanh niên, cây tư mới km thứ 5 sao rồi? Vẫn ổn chứ? Vẫn ổn chứ? Ổn chứ thanh niên? Đây 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 đây, chúng ta cùng chào đón vận động viên có hết km thứ 5. Yo yo yo. Km số 10 mới được một lửa đấy chú ơi. 11 rồi. Yo. Ok chứ em, km này thấy thế nào? Được. Sao chú ơi, chú Long, một người đã có kinh nghiệm từng trải. Sao chú? Mệt. Mệt. Rất là mệt. Và rất mệt. Còn thằng em? Bỏ quanh rồi. Easy. Ôi, hình như nạp mất một thằng em đúng không? Còn một thằng em nữa đâu? Long ơi! Thằng A viết cơ. Mét số 10 và đang đứng đợi những người anh em.